Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Amen. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em sứ điệp là quá trình tăng trưởng từ Đức Chúa Trời. Mỗi một anh em mình đều có sự tăng trưởng. Từ ngày anh em tin Chúa, chắc chắn anh em sẽ khác hơn ngày bây giờ. Ngày hôm nay anh em khác hơn từ lúc anh em mới tin Chúa. Và cái đó gọi là sự tăng trưởng. Và hôm nay tôi sẽ nói về quá trình tăng trưởng từ Đức Chúa Trời. Và có những câu kinh thánh anh em có thể đọc về nhà cũng được. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc một vài câu thôi. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 3, Thi-thiên 67 câu 1 câu 2, Cô-rinh-tô 2 câu 10, chương 10 câu 3 đến câu 4, Ma-thi-ơ chương 20 câu 20 đến 22, Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 24 đến 27 và Lu-ca chương 13 câu 23 đến 24. Anh chị em có thể chụp cái màn hình này về và nghiên cứu thêm. Tôi sẽ nói về quá trình tăng trưởng của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi hỏi anh chị em câu trước khi gọi là mình bắt đầu bài chia sẻ nha. Bây giờ tôi hỏi người anh em nhỏ này nè, đang là sinh viên. Mời con đứng dậy nè. Giờ con hãy trả lời cho mục sư biết tại sao người ta hay gửi con cháu mình sang Mỹ học. Tại sao? Vì sao? Người ta muốn được trong cái môi trường phát triển, môi trường của công nghệ nhưng được học, được trao dồi kiến thức nó nhiều, nó phát triển hơn để sau này có thể về làm việc có tiền hơn. Tức là người ta muốn có một nền giáo dục tốt hơn, không phải không con? Amen. Cảm ơn trường, xin mời con ngồi xuống. Đúng đó, người anh em mình nói người ta đang gửi con sang Mỹ, sang Nhật học. Bởi vì không phải ở Việt Nam thiếu trường đại học, mà bởi vì người ta muốn có một nền giáo dục tốt hơn, chất lượng hơn. Cũng một ngành nghề đó thôi, nhưng mà học từ Mỹ, từ Nhật về là khác. Làm lương cao hơn, dễ xin việc hơn, dễ thăng tiến hơn. Phải không anh em? Và tôi gọi đó đó, gọi là cái quy trình chuẩn của người ta. Tại sao người ta giáo dục tốt hơn mình? Tại vì cái quy trình chọn lọc và giáo dục của họ kỹ càng hơn mình, có tiêu chuẩn hơn mình. Tại sao có một cái áo như thế này, phải không ạ? Mà cái hãng A thì làm ra mặc vào thấy đẹp người ngay, còn cái hãng kia làm mặc vô cái là người xấu quá liền. Cũng cái vải đó. Tại sao vậy? Bởi vì người ta may có quy trình, có cái tiêu chuẩn để đo lường chất lượng, và người ta tuân thủ theo cái tiêu chuẩn đó để cuối cùng ra được một cái sản phẩm chất lượng. Ở trong doanh nghiệp thì người ta nói có cái chuẩn ISO đó, bao nha, không phải ISO đâu, ISO 2001 gì đó vân vân. Thì đại khái đó là cái tiêu chuẩn để người ta kiểm định chất lượng bất kể một sản phẩm nào. Ví dụ làm ra cái điện thoại này, tại sao điện thoại Samsung nó tốt hơn điện thoại của tàu? Điện thoại tàu xài vài hôm sập nguồn luôn, bật không lên. Còn điện thoại này sao xài mãi nó không sập nguồn, mà cũng cái chức năng đấy. Tại vì người ta làm chất lượng. Như vậy anh chị em, nó liên quan gì đến đề tài này? Liên quan, ý tôi muốn nói là cái quá trình để đào tạo ra một con người của Đức Chúa Trời nó khác với cái quá trình đào tạo một con người từ loài người. Cho nên hôm nay tôi mới nói là quá trình tăng trưởng của chúng ta từ Đức Chúa Trời nó khác như thế nào đối với quá trình tăng trưởng của chúng ta đến từ loài người về mặt tôn giáo. Như vậy thì Đức Chúa Trời có những tiêu chuẩn của Ngài, có những quá trình, có những giai đoạn của Ngài để giúp cho chúng ta tăng trưởng trong Ngài. Và cuối cùng
chúng ta trở thành người gọi là người của Đức Chúa Trời. Gọi là tiếng Anh đó là Man of God, người của Đức Chúa Trời. Và người ta nhìn vào, người ta biết, ô, ông này là người của Đức Chúa Trời. Anh nhìn vô TV Jose, anh chàng có nói, ô, người này là người của Đức Chúa Trời không? Có nói. Anh chàng nhìn vào Benny Hinn, ông có nói, ông này là người của Đức Chúa Trời. Và anh em nhiều tướng lĩnh nữa ở trong lịch sử của Cơ Đốc, và anh em nhìn vào, anh em nói, ô, ông này là người của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì đời sống của họ sao? Giống Đấng Christ. Đời sống của họ tốt ra được những phẩm hạnh và những quyền năng của Đấng Christ. Và chúng ta nói rằng, ô, ông này là người của Đức Chúa Trời. Còn một số người khác thì anh em nhìn vào cũng hoạt động đấy đó, nhưng em, ông này từ quỷ chứ không phải từ Chúa. Nó khác nhau hoạt động. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua một chút về cái quy trình, cái quá trình tăng trưởng từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta đem cái đời sống mình bước vào cái tiêu chuẩn đó. Chúng ta lấy cái tiêu chuẩn của Chúa áp dụng trên đời sống tâm linh của mình, để mục đích là chúng ta sản sinh ra một con người thuộc linh đúng theo chuẩn của Đức Chúa Trời, chứ không phải của giáo hội, không phải của tiêu chuẩn ông A, ông B, ông C. Không, không phải tiêu chuẩn của trường Kinh Thánh này, không phải tiêu chuẩn của trường nọ. Không, tôi muốn tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bài ba đề chúng ta hãy bắt đầu. Thứ nhất nha, Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu số 3. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu số 3 chép cái gì đây? Chúng ta hãy nghiên cứu điều này. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Giê-xu là Chúa. Ban đầu lúc tôi mới tin Chúa rồi sống một vài năm, 5-7 năm sau tôi đọc câu này tôi chẳng hiểu gì cả. Thú thiệt là với anh chị em là tôi không hiểu Kinh Thánh nói câu này là nghĩa gì. Ai mà chẳng xưng Giê-xu là Chúa? Người bình thường cũng bảo Chúa Giê-xu được rồi. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói nếu không cảm bởi Đức Thánh Linh thì không ai xưng Đức Giê-xu là Chúa. Anh em thấy lạ, tôi cũng thấy lạ. Cho nên mình hãy cùng nhau suy ngẫm cái câu này. Và như tôi hay thường nói đó, chúng ta được cứu bởi một phúc âm. Và phúc âm của Chúa Giê-xu thì cực kỳ đơn giản. Đó là Ngài đã đến thế giới này, chết treo lên thập tự giá, đổ huyết xuống để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại sau 3 ngày. Và Ngài hiện đang sống để ban cho những ai tiếp nhận Ngài sự công chính, sự biện hộ, sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hiện nay thì Ngài đang về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ trở lại thế giới này để đón những con người tin cậy Ngài. Và đó là tất cả nội dung của phúc âm. Phúc âm đó đã được giảng 2000 năm nay. Phúc âm đó đã được nói nhiều quốc gia. Phúc âm đó đã được rao giảng bởi những sứ đồ, bởi những con người ở nhiều thế hệ, bởi những người nam người nữ khắp mọi nơi. Và người ta ôm ôm, người ta tin vào điều này, người ta xưng nhận ra, người ta nói ra, người ta bảo rằng Giê-xu là Chúa. Con tiếp nhận những điều Ngài làm và đời sống của họ biến đổi, bệnh tật họ được chữa lành, ma quỷ ức hiếp được giải phóng. Những biến đổi diệu kỳ đến mà không thể thay đổi được, không thể lý giải được. Giống như cô Lăng nãy làm chứng, 4 căn bệnh đến với Chúa Giê-xu, kêu danh của Ngài, cầu nguyện bởi danh Ngài, tiếp nhận vào phúc âm của Ngài,
Một thời gian sau mất hết cả bốn luôn. Cái điều đó chúng ta không lý giải bằng lý trí được. Vậy thì điều gì đứng đằng sau khi chúng ta xưng nhận Giê-xu là Chúa bởi môi miệng mà khiến phép lạ xảy ra? Cái đó Kinh Thánh gọi là cảm động bởi Đức Thánh Linh. Có một số những xưng nhận nó không đem lại một sự biến đổi nào cả, không đem lại. Và cái xưng nhận đó Kinh Thánh cũng gọi là không được cảm bởi Đức Thánh Linh. Có vô số người xưng nhận Giê-xu là Chúa bởi vì được thuyết phục bởi ai đó, nể ai đó, bước lên Chúa Giê-xu Ngài là Chúa con, nể quá, có một bạn nó ngồi bên cạnh không lên nói thì nó về đã trách mệt quá lên nói luôn. Và cái sự xưng nhận đó không cảm với Đức Thánh Linh và xem xét phép là không xảy ra, không biến đổi gì cả. Cho nên Giê-xu mà một người nói bởi thuyết phục, bởi nể người này, bởi sợ người kia, thì Giê-xu đó là Giê-xu trên màn điện ảnh chứ không phải Giê-xu Nazareth 2000 năm trước. Thế giới này có rất nhiều Giê-xu, nhiều lắm. Ở dân tộc Israel, dân tộc Palestine hay các dân tộc khác, người ta luôn luôn có cái tên Giê-xu. Và khi mình gọi tên Giê-xu mà không cảm với Đức Thánh Linh thì đó là Giê-xu của màn ảnh, Giê-xu giả, Giê-xu không có phải ở Nazareth và phép lạ không xảy ra. Và cái câu số 3 này, anh chị em, tôi muốn khắc họ cho anh chị em biết một điều là nếu không cảm với Đức Thánh Linh thì cũng chẳng ai xưng Giê-xu là Chúa. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Giê-xu chỉ là Chúa thật của một con người khi người đó được Thánh Linh mặc khải cho biết có một đấng tên là Giê-xu Nazareth 2000 năm trước đã chết cho mình, đổ huyết để rửa sạch tội của mình, sống lại cho mình, thăng thiên về trời, và bây giờ chúng ta đang chờ ngày đến để đón mình về và chung cuộc thế giới này để tạo ra một thế giới mới. Có Ngài là Chúa tể của vũ trụ. Anh chị em, khi anh chị em nghe Kinh Thánh, anh chị em nghe phúc âm, anh chị em nghe người ta giảng mà trong tâm này anh chị em bừng tỉnh lên điều đó thì tôi gọi đó là cảm bởi Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh gọi cái sự đó là sự mặc khải. Mặc khải. Cho nên tất cả những điều gì liên quan đến Chúa Giê-xu, liên quan đến phúc âm, cái mà anh chị em cần cho một quá trình biến đổi, cái đầu tiên tôi gọi đó là sự mặc khải. Mặc khải nó khác với tri thức như thế nào? Tri thức thì ở trong tâm trí, nhưng mặc khải thì ở trong tâm lòng. Mặc khải gọi là khai tâm, khai minh, tức là tâm và tấm lòng anh chị em tự nhiên bừng sáng lên và nhìn biết một sự thật đã được che giấu, bây giờ mở ra. Cảm ơn anh chị em đọc Thi Thiên 67 nha. Hãy đọc cùng tôi Thi Thiên 67 để hiểu điều này. Dạ, Thi Thiên 67 câu 1 câu 2. Anh chị em có Kinh Thánh mở cùng tôi nha. Rồi. Điều này quan trọng cho cái quá trình tăng trưởng của chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ nếm được sự tăng trưởng cho đến khi có sự mặc khải đến trong tấm lòng anh chị em. Anh chị em sẽ chẳng biết Chúa Giê-xu đâu, nghe người ta kể thôi. Chúa Giê-xu chỉ là một lịch sử được chép lại thôi. Chúa Giê-xu chỉ là một câu chuyện Giáng sinh thôi. Chúa Giê-xu chỉ là một
một hài nhi sinh ra rồi đi giảng đạo rồi chết, được ghi nhận bởi sử sách thôi. Chúa Giêsu chỉ trong đầu thôi, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật lịch sử như bao nhân vật khác thôi, và cả cuộc đời chúng ta chẳng có một sự biết đó. Tôi đi với Chúa bao nhiêu năm mà sau đời sống tôi vẫn như vậy. Anh chị em biết câu trả lời tại sao không? Tại vì anh chị em chưa có sự mặc khải. Thi Thiên 6:7 chép này: nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng ta và ban phước cho chúng ta, soi sáng mặt Ngài trên chúng ta. Để làm gì? Để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Anh em thấy lạ chưa? Rất lạ. Đường lối Chúa và sự cứu rỗi của Chúa viết rành rành ra như thế, rao truyền khắp mọi nơi như thế. Nhưng mà tác giả Thi Thiên nói sao ạ? Hãy soi sáng mặt Ngài trên chúng ta. Anh chị em có bao giờ cầu nguyện lời cầu nguyện đó cho mình không? Dạ. Tôi xin mắt cho anh chị em một bí mật: nếu mỗi chúng ta không được Ngài soi sáng, chúng ta hoàn toàn mù tịt thông tin về Đức Chúa Trời, chẳng biết gì cả. Và điều đó không đem lại một sự biến cải nào trong đời sống của mình. Không hề. Cho nên tôi nói với anh chị em là đường lối của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa chỉ được thật sự nhận biết khi anh chị em có sự soi sáng. Ê-phê-sô chương 1 câu 17, 18, 19 nói rất rõ: tôi cầu xin Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và của sự tỏ ra, để anh em nhận biết Ngài. Anh em thấy không? Nếu chúng ta không có linh của khôn ngoan và sự tỏ ra mặc khải chiếu lên đời sống chúng ta, chiếu vào lòng chúng ta, thưa anh em, chúng ta không thể nào nhận biết Chúa Giêsu được. Không thể. Bởi vì sao vậy? Vì Chúa thăng thiên và trời rồi. Câu chuyện được ghi trong Kinh Thánh thì chỉ còn trên trang giấy thôi. Anh chị em có bắt tay lên Chúa bao giờ chưa? Chưa. Anh chị em có ăn tối với Chúa chưa? Chưa. Anh chị em có trò chuyện với Chúa trực tiếp chưa? Chưa. Anh chị em có như các sứ đồ chiên con ngày xưa chưa? Chưa luôn. Và nếu có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là những giao tiếp về mặt thể lý thôi. Còn về mặt linh thì sao? Giống như sứ đồ Phao-lô nói: kể từ hôm nay tôi không nhận biết ai theo kiểu xác thịt, nhưng tôi chỉ nhận biết theo tâm linh. Cho nên thưa anh chị em, nếu mỗi một chúng ta ngồi đây có một tấm lòng thành thật muốn tăng trưởng trong Chúa, nghĩa là muốn nhận biết Chúa, thì chúng ta hãy bắt đầu bằng sự mặc khải. Đó là bắt đầu. Nếu chẳng không có điểm này thì chẳng có cái gì cả. Nhận biết Chúa là một điều gì đó cực kỳ quan trọng mà sứ đồ Phao-lô nói rằng ông cả đời đeo đuổi. Trong Philip ông nói: ông coi mọi sự khác, tiền của, vật chất, gia đình, học vị, bằng cấp, ông bảo là rác hết, tất cả là rác. Tôi chỉ cần nhận biết Chúa Giêsu thôi. Anh em thấy không? Rất quan trọng. Nhưng không có sự mặc khải, anh chị em chỉ biết một Giêsu lịch sử thôi, anh chị em chỉ biết một câu chuyện Giêsu thôi, anh chị em chỉ biết một điều gì mà nó đã được ghi 2000 năm trước thôi, chứ không thật sự biết Ngài một cách cá nhân. Biết thông tin về một con người nó khác hoàn toàn với có mối quan hệ với con người đó. Anh chị em amen với điều này không? Đó là vấn đề tôi muốn nói. Và như tiên tri TV Joshua nói, đạo của Chúa không phải
là chúng ta biết gì, làm gì. Không phải. Cốt lõi của đạo Chúa là mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Ngài trò chuyện với anh em như thế nào? Ngài làm việc qua anh em như thế nào? Ngài hướng dẫn anh em như thế nào? Ngài nói trong lòng anh em như thế nào? Ngài chúc phước trên mọi lĩnh vực đời sống anh em như thế nào? Anh em nhận biết Ngài ra sao? Đó là điều chúng ta cần nhận được qua sự mặc khải. Làm sao có sự mặc khải anh em? Câu hỏi đặt ra. Tiên tri TV Joshua nói, sự suy ngẫm lời Chúa dẫn đến sự mặc khải. Vì Chúa và lời Chúa là một. Khi anh em suy ngẫm lời Chúa là anh em đang bắt đầu kết nối với Chúa và trò chuyện với chính Ngài. Anh em đọc một thi thiên lớn tiếng lên, anh em đọc một đoạn kinh thánh lớn tiếng lên và bắt đầu cầu nguyện theo, nói theo, suy ngẫm theo, hỏi Chúa, Chúa ơi điều này là gì, điều nọ là gì. Anh em bắt đầu suy ngẫm về điều đó, Thánh Linh Ngài đến cảm động tâm lòng anh em và bắt đầu sự soi sáng đến. Rất nhiều đời sống của chúng ta hôm nay bỏ qua chi tiết này, và đó là lý do chúng ta theo Chúa nhiều năm mà không biết Chúa chút nào. Chúng ta bỏ qua chi tiết này, chúng ta nhanh nhạy chuyện gì nhưng mà lại không có thời giờ để ngồi dưới bệ chân của Chúa suy ngẫm lời Ngài. Anh chị em biết câu chuyện Mary và Martha không? Hãy đọc câu chuyện đó. Khi Chúa Giêsu đến thăm Martha thì sao ạ? Lăn xăng đủ thứ chuyện hết. Nhưng Mary thì sao? Ngồi dưới bệ chân và nghe lời của Chúa. Và Chúa Giêsu khen là không ai cướp được cái phần tốt nhất này của nàng. Không ai cướp được. Nói vậy không có phải là tôi khích là anh chị em. Nhà cửa thì rác nắp lên, tất cả giường chiếu mùng màng, không xếp không gì cả. Bếp núc nồi niêu son chảo để móc mèo 7 ngày suốt ngày ngồi suy ngẫm lời Chúa. Không phải tôi khích lại vậy nha anh chị em. Xong về bảo ông một sư quý, ông giảng là con cứ bỏ hết tất cả đi, chỉ ngồi suy ngẫm lời Chúa. Không phải. Ý tôi muốn nói là trong đời sống của chúng ta phải ưu tiên một thời giờ dành cho sự suy ngẫm lời Chúa, để qua thời giờ đó Đức Thánh Linh đến và Ngài cảm động tấm lòng chúng ta, hiểu được thực chất lời của Ngài. Và hiểu được thực chất lời Ngài có nghĩa là hiểu được Chúa Giêsu, nhận biết được chân Ngài. Tôi nhắc lại chân lý thứ nhất, sự suy ngẫm lời Chúa dẫn đến sự mặc khải. Và sự mặc khải thì dẫn đến sự biến đổi. Tại sao có người tin Chúa mà còn đi hỏi câu kinh trên mạng? Thưa anh, thưa chị, tin Chúa rồi hút thuốc lào có được lên thiên đàng không? Thế hỏi câu hỏi hơi hay, rất hay. Tin Chúa rồi hút thuốc lào lên thiên đàng không? Không ạ. Câu này cũng hơi khó trả lời. Rất khó trả lời. Quan trọng là Chúa Giêsu hồi thời đó chưa có thuốc lào. Thời đó hình như có vẻ chỉ có hình như có thuốc lá chứ chưa có thuốc lào. Cho nên là rất khó trả lời. Nhưng chỉ có biết một điều thôi, người nào được tái sanh mới được lên thiên đàng. Còn Chúa cũng chẳng nói có thuốc lào hay thuốc lá gì cả. Cho nên khó trả lời lắm. Phải không ạ? Tái sanh mới được lên thiên đàng. Tôi nói vui vậy thôi. Chớ ý nói là tại sao có nhiều người tin Chúa mấy chục năm rồi mà thuốc, rượu, tất cả thói hư tật xấu không bỏ được cái nào cả. Y nguyên. Anh em biết tại sao? Tại vì người đó cố gắng bỏ, chứ không phải nhận được sự mặc khải từ Chúa rằng phải bỏ. Anh em hiểu không? Khi người đó ở với lời Ngài, kệ nó, tôi đang hút thuốc lào vẫn đọc kinh thánh được như thường mà, ai cấm tôi vừa hút thuốc lào vừa đọc kinh thánh đâu, chẳng ai cấm kìa.
Thế đó. Nhưng rồi trong lúc anh chị em đọc Kinh Thánh, một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu tỏ cho anh chị em rằng Chúa tạo dựng con người hai cái lỗ mũi cắm xuống đất chứ không phải dưa lên ống khói lên trời. Cho nên có lẽ rằng Ngài không tạo dựng lỗ mũi để rít thuốc lào, không ạ? Nếu mà Ngài tạo dựng con người chúng ta để hút thuốc thì hai cái lỗ mũi phải ở trên này, ống khói mà nó mới chĩa lên chứ, hút xong rồi bay khói lên trời như nhà máy vậy mới được chứ. Nếu mà anh chị em tỏ ra được điều đó, anh chị em ngộ ra được điều đó, anh chị em nói ô đúng rồi, Ngài tạo lỗ mũi chúng ta là để hít không khí trong lành vào và để thở ra chứ không phải đâu thôi, thì ngay lập tức linh thuốc lá rời khỏi cho em tức thật. Tôi gọi đó là sự quay thở. Amen chứ em. Đừng cố gắng bỏ thuốc vì nghe người ta nói là hút thuốc ung thư phổi. Tôi đảm bảo cho em không có con người hút thuốc nào sợ ung thư hết, không có. Hỏi nó bảo hút thuốc khoái lắm, hút nó tỉnh táo, con người hút nó còn sáng tạo nữa chứ. Hút nó còn ra những bài thơ đó, hút nó còn ra được những cái sản phẩm tốt, người ta nói thế. Chứ còn đừng có ghi trên bì thuốc là hút thuốc tai hại ung thư phổi, chẳng ai sợ cả. Nhưng khi Đức Chúa Trời mặc khải cho con người đó biết một điều gì đó liên quan đến sự hút thuốc thì lập tức người đó được tự do. Roma chương 8 câu 32 và 34 nói sao vậy em? Các người hãy nhận biết chân lý, rồi chân lý sẽ giải phóng anh chị. Điều này cực kỳ quan trọng. Tôi muốn nhắc lại với anh chị em là đừng nỗ lực mình để thay đổi mình. Đây, anh chị em sẽ thất bại đây. Anh chị em muốn thay đổi bất kể hoàn cảnh nào của mình, dù đó là bệnh tật, dù đó là kinh tế, dù đó là tình trạng hôn nhân, dù đó là tình trạng sức khỏe, hay dù đó là những thói hư tật xấu, đừng cố gắng. Vì nếu anh chị em cố gắng mà thành công được đó, thì tôi nói với anh em rằng Chúa Giêsu không cần đến thế gian này chết trên thập tự giá để làm gì? Ca men với tôi điều đó. Mình thay đổi được rồi thì Chúa đến thế gian để làm gì? Chúa đến là để Ngài làm cái điều mà chúng ta không thể làm. Chúa đến là để làm cái điều mà con người ta bất lực dưới quyền lực của sự tối tăm. Ngài đến Ngài làm hết trên thập tự giá và Ngài chết nó trong đây. Ngài ghi nó trong đây. Và lời này Kinh Thánh chép rằng tất cả từng lời này được hà hơi bởi ai? Đức Thánh Linh. Cho nên khi dân đọc nó, suy ngẫm nó, đọc nó, suy ngẫm nó, Đức Thánh Linh sẽ cảm động anh chị em nói rằng bây giờ Giê-xu là Chúa tôi chứ không phải thuốc lá là Chúa tôi. Giê-xu là Chúa tôi chứ không phải nghèo đói là Chúa tôi. Giê-xu là Chúa tôi chứ không phải sợ hãi là Chúa tôi. Giê-xu là Chúa tôi chứ không phải sự trì trệ là Chúa tôi. Giê-xu là Chúa tôi chứ không phải sự bất an lo lắng là Chúa tôi. Anh chị em sẽ nhận ra được điều đó bởi Thánh Linh. Và rồi sao anh chị em? Anh chị em sẽ được tự do. Anh chị em hiểu ý tôi không ạ? Tôi hy vọng là anh chị em hiểu ý tôi. Sự mặc khải dẫn đến sự biến đổi. Sự suy ngẫm với lời Chúa đem đến sự mặc khải. Anh chị em càng suy ngẫm, càng ở với lời Ngài, càng cầu nguyện với lời Ngài, càng đọc lời Ngài, Thánh Linh đến soi sáng. Đức Giê-hô-va ơi, hãy thương xót tôi, chiếu sáng mặt Ngài chúng tôi, để anh chị tôi biết đường lối Chúa trên đất, và để sự cứu rỗi của Chúa được lan truyền. Đó là lẽ thật. Và trong sự biến cải của Chúa có quyền năng. Có quyền năng mới biến đổi được chứ. Quyền năng mới chữa lành được chứ. Quyền năng mới đuổi quỷ được. Quyền năng mới giúp anh em trị cái bệnh mất ngủ. Có quyền năng mới bỏ thuốc lá được. Có quyền năng mới không còn rít thuốc lào nữa. Có quyền năng mới không còn say xỉn nữa. Quyền năng đằng sau của sự mặc khải đó là một quyền năng. Nhiều người ao ước quyền năng lắm. Tôi đảm bảo cho em là 100
Cơ Đốc Nhân hỏi: muốn quyền năng thánh lên không? Dầu chảy lên một cái, hô một tiếng là thế giới này đọc hết. Muốn vậy lắm, nhưng mà phần lớn không biết quyền năng đến từ đâu. Phần lớn chỉ nghe người ta nói tay sức dầu cái là quyền năng. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi nha. Phần chìm ở dưới lớn lắm, còn cái phần nổi trên ai chẳng thấy, đúng không? Ui đập tay cái rung ngã cái rật cái nói tiếng lạ đùng quyền năng lắm. Mà đó là phần nhỏ trên mặt nước thôi, còn phần chìm ở dưới sao không tìm hiểu. Tôi nói với anh chị em, phần chìm ở dưới là cả một cuộc sống của chúng ta. Đó là tính cách của chúng ta, đó là tấm lòng của chúng ta, đó là những điều mà giữ cho quyền năng này hoạt động một cách hiệu quả và lâu bền. Chúa Giêsu muốn thấy điều đó. Cho nên quá trình thứ hai của sự tăng trưởng tôi gọi là xây dựng tính cách. Chúa Giêsu liên tục bận rộn để xây dựng tính cách của chúng ta. Để làm gì? Những sự mặc khải anh chị em nhận được, mục đích là dẫn đến sự biến đổi. Biến đổi trong tính cách, biến đổi trong lời nói, biến đổi trong hành vi, biến đổi trong lối nghĩ, biến đổi trong cách anh chị em hành xử với người khác, với Chúa, với tất cả thế giới. Và điều đó dẫn đến quyền năng. Nói như tiên tri TV Joshua nói, quyền năng của anh chị em tuôn ra khỏi đời sống mình tỷ lệ thuận với mức độ tình yêu mà anh chị em dành cho lời của Đức Chúa Trời. Anh em yêu lời Chúa đến mức nào thì quyền năng đến mức đó. Người yêu lời Chúa là người giống Chúa. Kinh Thánh chép ai yêu mến ta thì giữ điều răn của ta. Người nào có lời Ngài, người đó giống Chúa Giêsu. Tin cách. Tôi đọc một câu Kinh Thánh, anh em cùng nhau suy ngẫm về điều này nha, để chúng ta hiểu và biết được. Đó là có hai loại Cơ Đốc Nhân mà Chúa muốn mà Chúa có trên thế giới này. Cơ Đốc Nhân quyền năng và Cơ Đốc Nhân không có quyền năng. Anh chị em muốn loại nào? Có những Cơ Đốc Nhân chẳng có quyền năng gì cả. Đó, đúng không? Chẳng quyền năng gì, tôi chỉ đi nhà thờ rồi tôi về thôi. Cầu nguyện xong tôi amen xong tôi về, sao đâu? Cần gì quyền năng đủ quỷ chữa bệnh gì cho nó rắc rối. Nhưng đủ quỷ chữa bệnh này rắc rối lắm, thôi tôi chỉ amen thì tôi về cho nó đã lành. Và nó sống vậy đó. Có. Nhưng mà có loại Cơ Đốc Nhân khác bước đi trong năng quyền giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói ta đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Ta đến để chữa lành người bệnh tật, nâng đỡ những kẻ ngã lòng, nghịch những vết thương lòng, khôi phục lại những nơi đổ nát. Tôi gọi đó là Cơ Đốc Nhân quyền năng. Giống như sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 3 câu 4: dầu chúng tôi sống trong xác thịt nhưng không chiến đấu theo xác thịt, vũ khí của chúng tôi là quyền năng của Đức Chúa Trời để đập đổ mọi đồng lực. Hội thánh mình muốn loại nào? Loại 1 hay loại 2? Loại không quyền năng hay loại có quyền năng? Tôi biết anh chị em sẽ trả lời như vậy. Nhưng anh chị em à, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa trang bị cho con quyền năng, lắm lúc chúng ta không hiểu lời mình cầu nguyện. Vừa gần đây Chúa mặc khải cho tôi điều này, cho nên tôi chia sẻ cho hội thánh. Anh em đọc Matthew chương 20 nha. Matthew chương 20. Tôi hy vọng chia sẻ điều này giúp đỡ cho tất cả chúng ta cùng hiểu được
quyền năng. Ai mà chẳng muốn quyền năng, ai mà chẳng muốn quyền phép của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua đời sống mình, ai chẳng muốn. Anh chị em, có một bí mật ở đây, tôi đọc nha. Bây giờ có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Giêsu lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: người muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Ok, mình suy ngẫm một chút chỗ này, cùng nhau suy ngẫm một chút chỗ này. Câu chuyện này hay lắm ạ. Giống như là bà mẹ này đang chạy việc cho hai con mình. Chạy việc. Anh em biết xã hội mình có cái chạy việc không? Con chuẩn bị tốt nghiệp đại học là phải chạy khắp nơi. Tất cả các mối quan hệ là phải lôi hết ra để đưa con mình vào vị trí tốt nhất. Thì bà này cũng chạy. Bà thấy Dân với Gia Cơ, đây là hai con bà là Dân với Gia Cơ đấy, đang đi theo Chúa Giêsu, cho nên bà cũng phải đến chạy về một cái để tìm cái chỗ cho nó tốt tốt một tí. Đó là ngồi bên phải với bên trái Chúa, hai chỗ tốt nhất. Mà rõ ràng phải trái cả hai chỗ thôi. Hai ông này mà chiếm mất, 10 ông kia bắt đầu là cãi lộn mà. Đấy đấy, câu chuyện sau là cãi lộn đúng không? Giận ông này, có hai cái chỗ ngon nhất thì mày vào chiếm làm sao? Đúng không? Rất là hay. Và câu chuyện này là câu chuyện chạy việc. Nói chung là cái này là cũng hay đấy. Nó đúng với cái hợp thời mà chúng ta dễ hiểu. Tức là ở đây, Dân và Gia Cơ đang muốn kiếm một địa vị, một vị trí. Và nói như bài giảng ngày hôm nay chúng ta nói là chúng ta đang muốn kiếm một cái quyền năng từ trời tuôn chảy qua đời sống của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện. Nhưng anh em thấy Chúa Giêsu trả lời sao ạ? Các ngươi không hiểu điều mình xin. Anh em chú ý câu đó ha. Các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta uống không? Tôi muốn anh em hiểu điều này. Quyền năng càng lớn, bắt bớ càng kinh khủng. Khi nghe được điều đó, anh em đã dám xin nữa không? Tôi thấy tôi bắt đầu nói với Chúa thôi, từ từ Chúa, còn chưa sẵn sàng. Thế mà tôi nói thiệt, Chúa đang chuẩn bị tính cách của chúng ta. Anh chị em có đủ can đảm cho quyền năng của Ngài không? Anh chị em có đủ đứng trước máy chén để nói rằng Giêsu là Chúa không? Anh chị em có đủ để chịu tù đầy vì danh Ngài không? Anh chị em có đủ can đảm để chịu trần truồng thiếu thốn mất tất cả vì danh Ngài không? Khi câu trả lời thực sự là có, thì quyền năng nó sẽ đến với anh chị em. Và Chúa thì biết lòng rồi. Chúa biết cái sự thành tín của chúng ta ở đâu. Không, xin lỗi, Chúa biết cái sự trung tín của chúng ta ở mức nào, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta mức đó. Nhưng đôi khi chúng ta không hiểu điều mình xin. Chúng ta cứ quỳ gối xuống: Chúa ơi, cho con một phất tay một cái là xong, vận động 5.000 người này Chúa thăm viếng hết, chữa lành giải cứu hết. Mình hay cầu xin như vậy đó. Nhưng mà nếu mà Chúa cho cái đó một cái, thì cả địa ngục nó sẽ nổi lên, nó hiện tại trong phòng ngủ anh chị em luôn. Chịu được không? Hơi căng nghe không? Không, mà đó là sự thật đó anh chị em. Tôi nói sự thật đó. Sự thật là gì? Khi quyền năng đến thì áp lực cũng đến. Khi quyền năng đến, sự bắt bớ đến. Bằng chứng là gì? Gia Cơ nè, là người xin ngồi bên phải Chúa đó, bị vua Herod chém một phát bay đầu trong hội thánh đầu tiên. Có đúng không? Dân nè, xin ngồi bên tả Chúa nè, bị bỏ vô vạc dầu, đốt sống luôn.
Nhưng mà cảm ơn Chúa, đâu không chết. Cuối cùng là đây đã đảo Bác Môn. Anh chân đọc cho thầy. Lịch sử ghi lại là sứ đồ dân bị bỏ vô mặt dầu sông, đun lên sùng sùng sùng, nhưng mà dở ra thấy ông ngồi trong đó như ông tắm hơi. Chẳng chết gì cả, đun mãi không chết. Cuối cùng đầy ông ra đảo. Đó quyền năng đó. Cho nên khi sức mạnh đến, quyền năng đến, sức lực từ Chúa đến để làm công việc Ngài, thiện chế mà địa ngục nó cũng trỗi dậy. Và đó là lý do tại sao Chúa phải xây dựng tính cách của chúng ta trước. Amen. Vậy Chúa phải xây dựng lòng trung tín của chúng ta trước. Chúa phải xây dựng trái tim yêu thương của chúng ta trước, trái tim nhẫn nhục, nhân từ, tha thứ của chúng ta trước. Chúa phải xây dựng bông trái thánh linh ở trong lòng chúng ta tràn trề trước. Sau đó, tùy theo cái độ chín mùi của tính cách, Ngài sẽ gia thêm quyền năng để chúng ta phục vụ. Cho nên chúng ta phải hiểu cái quá trình tăng trưởng của Đức Chúa Trời. Để chi? Mình cầu nguyện cho nó đúng, cho nó về trời. Hiểu không chị? Tôi muốn truyền đạt cho anh chị em điều đó. Quá trình tăng trưởng của Đức Chúa Trời nó có từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Và khi chúng ta đi đúng những bước đó, chúng ta sẽ được tăng trưởng một cách lành mạnh và bình an. Bình an. Cho nên có những con người chưa đủ cái tính cách, nhưng phục vụ Chúa trong năng quyền, rất sâu sắc trong năng quyền, và cuối cùng sao? Đây. Nhà hoạt động được một năm, làm luôn như tàu ngầm, không thấy nổi lên vì bị ngã. Quyền năng như ngọn lửa trên đèn, nhưng tính cách là bình dầu của ngọn đèn đó. Amen. Ngọn lửa là cái gì mà ai cũng thấy hết à, nhưng bình dầu biết ai để ý. Nhưng ngọn lửa này không thể tiếp tục cháy nếu bình dầu cạn. Tính cách của chúng ta phải được trui rèn mọi ngày, qua thử thách, qua hoạn nạn, qua cám dỗ, qua tất cả mọi cái va chạm mà chúng ta gặp trong cuộc sống này, để cho chúng ta mỗi ngày nhận được sự mặc khải từ lời Ngài. Chúng ta bắt đầu biến cải trong tính cách, chúng ta bắt đầu trở nên giống Chúa Giêsu hơn, chúng ta bắt đầu mềm mại như Ngài, yêu thương như Ngài, nhẫn nhục như Ngài, tha thứ như Ngài, thành tín như Ngài, trung tín như Ngài, tiết độ như Ngài. Tất cả những điều đó nếu có thì cha ơi, quyền năng không phải là điều khó đâu, không khó đâu. Nhưng Chúa biết Chúa ban điều gì tốt cho chúng ta. Tại sao có một số anh em xin quyền năng mãi mà không được? Đó hả ạ? Tôi biết chứ, có một số anh em quỳ gọi cầu nguyện thành thật lắm, Chúa ban cho con quyền này, con khao khát cái này, khao khát cái kia, sao không được? Đó là Chúa thương anh chị em, Chúa không cho đấy. Chúa cho một phát là đi tàu xuống luôn. Đó hả? Áp lực, ma quỷ, bắt bớ, nghèo đói, tấn công, tất cả những điều đó sẽ đổ trên con người mang lấy năng quyền của Đức Chúa Trời. Anh chàng thấy Phi-e-rơ giảng một bài là bắt bỏ tù luôn, xuyên lại. Thấy sứ đồ Phao-lô khi ông làm người Pha-ri-si thì rất bình an, khi ông mặc lấy quyền năng thánh linh một cái là sao? Đây dạy họ nè, ném đá nè, chìm tàu nè, thú dữ nè, phản bội, bỏ tù nè, bỏ đói nè, đi giữa sông nước nè, rồi cuối cùng bị chết chém tại thành Roma luôn. Anh chị em đọc cuộc đời các sứ đồ, anh chị em sẽ thấy. Cho nên ở đây anh chị em ạ, hãy tập trung xin Chúa xây dựng tính cách. Chúa ơi, con muốn tính cách của Ngài. Chúa ơi, sự mặc khải từ lời Ngài đến để xây dựng tính cách của con. Chúa ơi, con muốn giống Ngài, con muốn đầy dẫy bông trái thánh linh như Ngài. Đó là cuộc sống bình an. Và khi Đức Chúa Trời thấy điều đó, Ngài sẽ gia thêm năng lực để cho anh chị em phục vụ Ngài hiệu quả, lâu bền và làm gương tốt cho cả hội thánh. Và điểm cuối cùng,
khi có tính cách rồi, có quyền năng rồi, thì còn một điều nữa anh chị em, đó là kỷ luật. Người không có kỷ luật không có điều gì tốt đến với đời sống chúng ta hết. Nếu chúng ta không kỷ luật bản thân, không điều gì tốt đối với đời sống chúng ta nó sẽ đến hết. Kỷ luật là gì? Kỷ luật như tôi đã giảng bài giảng trước đó, gọi là sự tỉnh thức ở trong tâm linh của mình. Điều gì không đáng suy ngẫm đừng nói chuyện, điều gì không đáng cho tấm lòng đừng nói ra mọi miệng, phải không? Điều gì mà mình không tin đừng nói đừng làm, điều gì không phù hợp kinh thánh hãy bỏ đi. Và Philip đoạn 4 câu 8 là màn lọc của cuộc sống chúng ta. Anh em biết Philip đoạn 4 câu 8 chưa? Điều gì đáng tôn, điều gì đáng trọng, điều gì có tiếng tốt, điều gì đáng khen, điều gì nhân đức, điều gì yêu thương, điều gì làm gương, điều gì mà gây giận thì anh em phải nghĩ đây. Đó là cái màn lọc. Chúng ta bất kể tư tưởng nào đi qua tâm trí mình phải lọc qua cái màn đó trước khi chúng ta suy nghĩ. Kỷ luật. Cho nên anh chị em đọc trong Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 24 đến câu 27 và chúng ta kết thúc ở đây. Cô-rinh-tô nhất chương 9. Tôi nói anh chị em, tôi đọc anh chị em nghe nha. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người tranh đua tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy ba vờ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Anh em thấy chưa? Ngày sau coi chừng cho có rất nhiều mục sư ngồi dưới địa ngục, đúng không? Mở địa ngục ra thấy mục sư không, còn tín đồ lên thiên đàng hát. Này hơi cằn, không ạ? Cho nên sứ đồ Phao-lô cũng đã cảnh báo, e rằng sau khi tôi giảng cho nhiều người lên thiên đàng, còn bản thân tôi thì sao? Bị loại bỏ. Tại sao bị loại bỏ? Có thể lắm chứ, lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, đúng không? Lạm dụng cái sự yêu mến của người khác, lạm dụng đủ thứ để làm những điều tà ác, và những thứ đó đẩy chúng ta xuống thẳng âm phòng. Cho nên nếu chúng ta không kỹ luật bản thân, không kỹ luật cuộc sống, rất dễ để đưa cho chúng ta vào con đường đó. Người càng có năng quyền, càng được tín nhiệm, càng ngồi trên cao, cao đây theo cái nghĩa của đời này, thì càng sao nhé? Dễ ngã. Tôi đứng đây đâu có ngã đâu, ngã cũng chẳng sao. Nhưng mà khi tôi leo lên 50 thước, tôi ngồi chốc dốc ở trên độc dừa thì hơi cằn, phải không ạ? Lung lay một cái ngã xuống là gãy đầu gãy tay liền. Cho nên ở đây, khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta bước đi trong năng quyền như anh em vừa ao ước, chúng ta phải là một hội thánh năng quyền, một hội thánh có sức mạnh, một hội thánh bước đi trong cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Thì anh chị em à, kỷ luật là điều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta thiếu kỷ luật, chúng ta có thể bị hư mất. Nếu chúng ta thiếu kỷ luật, chúng ta có thể bị bỏ lại. Nếu chúng ta thiếu kỷ luật, chúng ta có thể làm gương xấu cho vương quốc của Ngài ngay trên đất này. Và tôi nhắc lại chân lý là một người không có kỷ luật trong đời sống, không có điều gì tốt lành đến với người nào cả. Tất cả đều bài hỏi hết. Có thể người ta không thấy, nhưng Chúa thấy. Chúa thấy anh chị em trong nơi yên nhiên. Bởi vậy cho nên trong Luca chương 13 Chúa chép: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thoáng dẫn đến sự bình an. Đầu tiên tôi không hiểu cái câu cửa hẹp này là cửa gì.
Còn tôi nghĩ chắc cái cửa hẹp là cửa vào thiên đàng là chút ép như thế này, nên mình phải lắm vô, phải không ạ? Không phải. Ý của Chúa nói cửa hẹp là Chúa nói rằng chúng ta hãy sống một lối sống nghiêm khắc với bản thân. Đừng cho phép nó làm những điều nó muốn, mà hãy làm những điều Chúa muốn. Bản thân chúng ta có thể muốn 1000 điều, cái cửa đó rộng không gian? Rộng chứ. 1000 điều nó rộng lắm. Anh em có thể xê bên này, xê bên kia, sống thoải mái, giảng đạo xong đi vũ trường thoải mái, giảng lời Chúa xong đi vô kia đánh bạc, sang Campuchia đánh bài, ok luôn, ai biết đâu, đúng không? Rộng lắm, 1000 điều. Nhưng Chúa nói con đường vào thiên đàng 100 điều thôi. Đi thẳng đường thầy thôi, đừng qua phải, đừng qua trái. Tôi gọi đó là gì? Cửa hẹp. Cửa hẹp có nghĩa là kỷ luật bản thân. Hãy làm những điều đẹp lòng Chúa, hãy nói những điều đẹp lòng Chúa, hãy suy nghĩ những điều đẹp lòng Chúa, hãy sử dụng cuộc đời mình làm gương cho hội thánh của Chúa. Cho nên Luca chép hãy vào cửa hẹp, bởi vì cửa rộng nghĩa là cho phép mình xe dịch, nó dẫn đến con đường thiên đàng. Một chút men thôi làm dậy cả cuộc sống của mình. Một chút dễ dãi thôi, đó, dễ dãi, mình dễ dãi với mình một chút thôi, nó sẽ lôi cuộc sống mình đi đến một con đường mà mình không thể tưởng tượng được. Tóm lại hôm nay tôi muốn chia sẻ sứ điệp này, tôi gọi là quá trình tăng cường từ Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại, một, tất cả sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta bắt đầu từ sự mặc khải, không phải tri thức. Bắt đầu từ sự mặc khải. Mặc khải là hạt giống nảy mầm, mặc khải là chất dinh dưỡng tăng trưởng, mặc khải là sự sống khởi đầu trong tâm linh của chúng ta. Mặc khải, sự mặc khải dẫn đến sự thay đổi, nhưng suy ngẫm lời Đức Chúa Trời dẫn đến sự mặc khải. Đó là chân lý thứ nhất tôi muốn truyền đạt cho anh chị em. Hãy ghi nhận điều đó, hãy nhớ điều đó, vì điều đó quan trọng. Vì nếu chúng ta không biết điều này, không nhận ra điều này, không ngộ ra điều này, thì đời sống cơ đốc chúng ta dậm chân tại chỗ. Điều thứ hai, chúng ta ao ước mình sống trong năng quyền của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ một điều, năng quyền luôn đi sau tính cách. Đó là chân lý thứ hai. Và Đức Chúa Trời chúng ta yêu chúng ta, cho nên Ngài không bao giờ đem cái điều gì có hại đến cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không đủ kiên nhẫn, không đủ nhẫn nhục, không đủ nhân từ, không đủ yêu thương, không đủ sự trung tín, không đủ sự tiết độ, chưa giống Ngài, Ngài sẽ không ban năng quyền để làm hại chúng ta. Vì năng quyền của Đức Chúa Trời thu hút không chỉ con người, mà thu hút ai nữa anh Gia? Quyền lực của sự tồn tại. Satan nó sẽ nhìn, nó nhìn. À, cô này đang hành động bằng quyền năng thánh linh. Các quỷ của chúng ta đâu? Triệu tập 1 triệu quân quỷ đến tấn công cô này cho ta. Thực tế thế giới linh là như vậy đó. Nó sẽ chỉ đánh những con người nào mặc lấy năng quyền của Đức Chúa Trời. Nó tập trung vào những con người nào chiếu ngọn lửa của Đức Chúa Trời. Nó tập trung vào những con người nào sốc sắng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nếu chúng ta không đủ phẩm hạnh, không đủ tính cách, không đủ cái lực nội tâm bên trong, chúng ta sẽ không đứng vững được. Chưa kể bắt bước, anh em nghe bài giảng 6 kẻ thù bên ngoài, 6 kẻ thù bên trong chưa? Đó, nhớ lại bài giảng đó nha. Chúng ta có 12 kẻ thù, 6 thằng giặc bên ngoài và 6 thằng giặc bên trong. Con số 6 đều là con số từ quỷ cả, tất cả từ quỷ cả. Cho nên hãy biết rằng mình xin điều gì, hãy biết rõ điều mình xin. Cho nên tốt nhất là xin như Phao-lô xin. À, Phao-lô xin: Chúa,
ban cho con linh mật khải khôn ngoan, cho con nhận biết Ngài, giống Ngài, nhận biết quyền năng của Ngài, trở nên hiểu được Ngài, kết nối với Ngài, và năng quyền đi theo, đi theo, đi theo, đi theo. Anh em sẽ có đủ can đảm, đủ sự trung tín, đủ yêu thương, đủ đức độ để đứng trước những sự khốn nạn cuộc đời này, mà anh em không chối bỏ Chúa Giêsu. Còn nếu chúng ta không đổi, dễ lắm chúng ta chối Chúa đấy, chối đấy. Bây giờ mình ngồi bình an này không sao, mình bắt bớ đến là làm mấy bày tỏ mình ra, phải đúng không cha? Chân lý thứ ba đó là kỷ luật. Nếu chúng ta không có kỷ luật trong đời sống thì không điều gì tốt lành bền lâu ở trên cuộc đời chúng ta được. Và nhớ rằng Philip chương 4 câu 8 là màn lọc cho cuộc sống chúng ta, đó là màn lọc tâm trí, lời nói, hành động, cái lòng. Từng chút một, từng chút một, hãy đi vào cửa hẹp, vì cửa hẹp đó dẫn chúng ta đến sự sống, dẫn chúng ta đến sự sống. Mặc khải, biến đổi, quyền năng, cái lòng. Bốn cái điều đó anh chị em vẽ lên bốn góc của cái vòng tròn, nó sẽ thành được quá trình tăng trưởng của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại nha: mặc khải, biến đổi, quyền năng, kỷ luật. Kỷ luật dẫn đến mặc khải chứ. Tôi suy ngẫm lời Chúa, tôi dành thời gian cho Chúa, tôi thức dậy một thời điểm nào tôi hẹn Chúa, kỷ luật, chứ không thể lộn xộn được. Mặc khải, biến đổi, quyền năng, kỷ luật. Anh em vẽ bốn cái đó trên bốn đỉnh của cái vòng tròn, anh em sẽ thấy đó là quá trình tăng trưởng từ Đức Chúa Trời. Nó cứ xoay vòng như vậy, xoay vòng như vậy, xoay vòng, và anh em sẽ lớn lên trong đời sống tâm linh như vậy. Và cuối cùng tôi trở lại với vấn đề đầu tiên: Đức Chúa Trời sẽ biến chúng ta trở thành người của Đức Chúa Trời. Thực sự là người của Đức Chúa Trời, chất lượng của Đức Chúa Trời, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chẳng phải của loài người. Đó là lý do tại sao người ta gửi con mình sang Mỹ, sang Nhật học mà không học ở đây. Bởi vì tiêu chuẩn của người ta tốt, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời tốt. Và chúng ta hãy bán lấy những điều ở trong Kinh Thánh. Amen chứ. Đó là điều tôi muốn chia sẻ cho anh chị buổi sáng nay. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa nào.